Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự hôm nay, thứ hai, ngày 23 tháng 9 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp thân mật nhóm trí thức các thế hệ người Việt ở Houston. Chính phủ hướng đến 4.0 từ dịch vụ công trực tuyến. Khai mạc hội nghị tập huấn công tác quân y và kỹ thuật cho cán bộ quân đội của 9 tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. ...7.200 hecta cây ăn quả của huyện Yên Châu được ứng dụng công nghệ cao. Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm qua, nhân chuyến công tác tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 tại New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp thân mật nhóm trí thức các thế hệ người Việt Nam sinh sống tại thành phố Houston, bang Texas, Hoa Kỳ. Khỏe không? Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất, những tình cảm gần gũi thân thương nhất tới bà con người Việt tại Mỹ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi bà con người Việt sinh sống ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của đất nước. Nhận thấy cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng phát triển, có nhiều đóng góp quý báu cho sự phát triển của nước Mỹ cũng như đóng góp tích cực cho quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao tâm huyết, tầm nhìn và những đóng góp thiết thực của các nhà trí thức người Việt Nam, thể hiện trách nhiệm của những người luôn giữ gìn tình cảm quê hương đất nước cho dù sinh sống ở bất cứ nơi đâu. Mong muốn các trí thức Việt Nam ở Mỹ và khắp nơi trên thế giới đoàn kết đồng lòng, đồng sức, tiếp tục có những đóng góp vì tương lai phát triển hướng tới một kỷ nguyên mới của đất nước. Đại diện nhóm trí thức người Việt ở Houston, ông Vũ Văn Lê bày tỏ xúc động được gặp Tổng Bí thư Chủ tịch nước sau nhiều năm. Cảm ơn tình cảm chân thành mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã dành cho bà con người Việt sinh sống ở nước ngoài, cũng như sự quan tâm chia sẻ với ông về văn hóa, lịch sử đất nước. Ông Vũ Văn Lê khẳng định, dù đã định cư, làm việc nhiều năm ở Hoa Kỳ, nhưng dòng máu Việt Nam không bao giờ ngưng chảy trong mình và các thế hệ trí thức người Việt chưa bao giờ ngừng nghĩ về Việt Nam và luôn cố gắng đóng góp trí tuệ, tâm huyết cho tương lai một đất nước Việt Nam cường thịnh. Nhân dịp này, nhóm các trí thức người Việt đã gửi 10.000 đô la Mỹ hỗ trợ bà con các địa phương vừa phải hứng chịu thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các địa phương cần hướng đến 4.0 trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến, lấy người dân là trung tâm, là chủ thể trong cải cách hành chính. Chính phủ yêu cầu triển khai cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến phải bảo đảm tuân thủ theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, cơ chế chính sách của nhà nước. Chính phủ vì một mục tiêu chung, tối thiểu chi phí, thời gian thực hiện, tạo thuận lợi và phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, tiến nhanh, tiến chắc trên cả hai trụ cột là thủ tục hành chính nội bộ và dịch vụ công phục vụ người dân doanh nghiệp, xây dựng và củng cố ba đột phá trọng tâm: pháp lý hóa, số hóa, tự động hóa. Hướng đến 4.0 là không giấy tờ, không tiền mặt, không tiếp xúc nếu pháp luật không yêu cầu, không để ai bị bỏ lại phía sau, và thực hiện 5 đẩy mạnh và tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, quy định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, từng cấp, từng ngành và tăng cường giám sát kiểm tra, tăng cường công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với tích hợp kết nối, chia sẻ dữ liệu, tăng cường đầu tư hạ tầng số, tăng cường đối thoại, xử lý vướng mắc phát sinh, đẩy mạnh kỷ luật kỷ cương, đẩy lùi tiêu cực, tăng cường kiến thức kỹ năng số, phát triển nhân lực số đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đến nay, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình của cả nước đạt 43%, tăng gấp 2,2 lần so với cuối năm 2023. Trong đó, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình tỉnh Sơn La đạt 75,62%, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 21,33%. Sáng nay, tỉnh Sơn La đã khai mạc hội nghị tập huấn công tác quân y và kỹ thuật cho cán bộ quân đội của 9 tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Dự khai mạc có đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, 45 đồng chí cán bộ, lãnh đạo, sĩ quan quân đội nhân dân Lào, các đồng chí cán bộ chiến sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung đoàn 754. Những năm qua, công tác phối hợp đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh nước bạn Lào tại tỉnh Sơn La đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Năm 2023, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đã phối hợp với các sở ngành tham mưu tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm về tăng gia sản xuất cho 18 cán bộ quân đội của 9 tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, bồi dưỡng tiếng Việt cho 120 cán bộ quân đội nhân dân Lào. Qua đó tiếp tục góp phần xây dựng, phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam nói chung, giữa tỉnh Sơn La với 9 tỉnh nước bạn Lào nói riêng. Hội nghị tập huấn lần này là cơ hội quý báu để giới thiệu, trao đổi, học tập thêm nhiều kinh nghiệm về nghiệp vụ công tác quân y và kỹ thuật từ các đồng nghiệp chuyên ngành và vận dụng sáng tạo và môi trường đặc thù của quân đội. Đợt tập huấn này được thành lập 3 lớp, gồm lớp thứ nhất về công tác quân y tập huấn tại Bệnh viện Quân y 6, lớp thứ hai về công tác quân khí tập huấn tại Trung đoàn 754, lớp thứ ba về công tác xe, máy tập huấn tại Trung đoàn 754 và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La. Để lớp tập huấn hoàn thành theo kế hoạch đề ra và đạt kết quả cao, đồng chí Tráng Thị Xuân đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành bảo đảm điều kiện tốt nhất cho cán bộ quân đội nhân dân Lào học tập tại tỉnh Sơn La, chủ động tham mưu đề xuất báo cáo Bộ Quốc phòng, Quân khu 2, tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh, chỉ đạo các sở ngành, các huyện thành phố sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ, tạo điều kiện để đoàn cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự 9 tỉnh bạn Lào đi trải nghiệm thực tế tại các cơ sở, đơn vị trên địa bàn tỉnh, làm tốt công tác xuất nhập cảnh, bảo vệ an ninh an toàn tuyệt đối cho đoàn của bạn Lào đến và di chuyển trên địa bàn tỉnh, lựa chọn phân công các đồng chí giảng viên có năng lực, trình độ, nhiều kinh nghiệm tham gia giảng dạy, xây dựng nội dung chương trình tập huấn thiết thực, sát thực tế, phù hợp với điều kiện của nước bạn. Đồng thời mong muốn các đồng chí cán bộ sĩ quan quân đội nhân dân Lào tham gia tập huấn, nêu cao trách nhiệm với tinh thần quân nhân cách mạng Lào anh hùng, tập trung nghiên cứu, học tập, trao đổi những kinh nghiệm quý báu của các đồng chí trong thực tế với cán bộ quân đội tỉnh Sơn La về nghiệp vụ công tác quân y và kỹ thuật trong thời gian tập huấn tại tỉnh Sơn La. Với trên 11.800 ha cây ăn quả các loại, sản lượng hơn 74.000 tấn quả trên năm, huyện Yên Châu đã tập trung hướng dẫn, khuyến khích người dân, hợp tác xã ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. Trong đó chủ yếu là ghép nhãn chín muộn, thay thế một số loại cây ăn quả kém hiệu quả bằng giống xoài Úc, Thái Lan, xoài GL4, Lê VH6, cải tạo lai ghép xoài tròn. 5 năm qua, Yên Châu đã hỗ trợ thực hiện mô hình công nghệ tưới nhỏ giọt cho 8 hợp tác xã trồng cây ăn quả, hỗ trợ xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm tới người dân. Đến nay, diện tích cây ăn quả được ứng dụng công nghệ cao của huyện đạt khoảng 7.200 ha. Gần 1.700 ha cây ăn quả được cấp mã số vùng trồng và chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Nhiều mô hình trồng cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao, sử dụng camera theo dõi trực tiếp, sản xuất theo hướng hữu cơ và liên kết với các đơn vị xuất khẩu. Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, góp phần nâng giá trị sản phẩm thu hoạch đạt 60 triệu đồng trên ha. Giá trị các loại quả xuất khẩu đạt 5,9 triệu đô la Mỹ. Để nâng cao thu nhập cho người dân, thiết thực giảm nghèo bền vững, thời gian qua huyện Phú Yên đã tập trung khai thác tốt tiềm năng lợi thế về điều kiện tự nhiên, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất, đặc biệt là mở rộng quy mô phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng hàng hóa. Suối Bao là xã vùng cao có nhiều đồi cỏ tự nhiên, phù hợp với phát triển chăn nuôi đại gia súc. Cấp ủy chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và vận động nhân dân chuyển từ tập quán chăn nuôi thả rông sang hình thức nuôi nhốt chuồng và trồng cỏ để chủ động nguồn thức ăn cho gia súc. Đến nay, nhiều hộ gia đình đã xây dựng chuồng trại kiên cố, một số bản có số lượng gia súc lớn đã khoanh vùng chăn nuôi riêng để chăn thả. Toàn xã hiện có gần 3.300 con trâu bò và trên 40 hectare trồng cỏ làm thức ăn cho gia súc. Chuyển cho bà con nhân dân là hưởng ứng chương trình là nuôi bò nhốt, đấy, chăn nuôi bò nhốt, đấy, trồng cỏ, đấy, thì là không phải thả rau như ngày xưa nữa, mà cái con bò tỷ lệ sống nó sẽ cao hơn và cái tỷ lệ tức là cái thời gian rút ngắn cái thời gian bán nó sẽ nhanh hơn và thu được cái thu nhập nó cao hơn so với ngày xưa là phải chăn thả. Điển hình trong chăn nuôi trâu bò theo mô hình nhốt chuồng gắn với trồng cỏ voi phải kể đến trang trại của gia đình chị Nguyễn Thị Trang ở bản Văn Cơi, xã Mường Cơi. Để đàn trâu bò sinh trưởng và phát triển tốt, gia đình chị luôn chú trọng công tác vệ sinh chuồng trại và phòng chống dịch bệnh. Hiện trung bình trong chuồng nhà chị lúc nào cũng duy trì từ 15 đến 20 con bò. Mỗi năm gia đình chị thu nhập trên dưới 100 triệu đồng từ nuôi bò nhốt chuồng. Gia đình tôi là chuyên chăn nuôi theo mô hình khép kín, không thả nuôi nhốt và
trồng cỏ cho bò ăn và bò sinh sản thì là ăn thêm cỏ và thức ăn hỗ trợ cho sinh sản, còn bò 3B thì sẽ nuôi cũng cho chế độ ăn cỏ và thêm thức ăn của bò thịt. Thực hiện kết luận số 703/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về phát triển chăn nuôi đại gia súc tại các xã khu vực 3 và bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025, huyện Phú Yên đã tuyên truyền hướng dẫn người dân chuyển từ chăn nuôi thả rông sang nuôi theo hướng tập trung quy mô lớn, quy hoạch vùng trồng cỏ để chủ động nguồn thức ăn cho đàn gia súc. Đến nay, toàn huyện có gần 13.000 con gia súc và trên 1.100 hectare cỏ voi. Phòng nông nghiệp cũng đã tham mưu cho thường trực ủy ban huyện xây dựng kế hoạch hàng năm để tổ chức thực hiện, và qua cái thực hiện thì chúng tôi cũng đã triển khai được nhiều hộ phát triển chăn nuôi đại gia súc nhốt chuồng. Thì cái việc mà chăn nuôi nhốt chuồng thì cũng đã làm tốt cái công tác kiểm soát được dịch bệnh, giảm thiểu được cái việc gia súc được chăn nuôi chăn thả tự nhiên, và chăn nuôi thì cũng mang lại cái hiệu quả cao hơn. Trong thời gian tới, để phát triển đàn trâu bò bền vững và ổn định, ngành nông nghiệp huyện Phú Yên kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh liên kết với người nuôi để cung cấp con giống, kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nông dân, tạo điều kiện cho bà con mở rộng quy mô chăn nuôi. Trung tâm Chính trị huyện Mộc Châu tổ chức tổng kết lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 111 học viên thuộc 18 chi đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện. Sau 6 ngày học tập, các học viên đã được nghiên cứu 7 chuyên đề gồm khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đảng bộ địa phương, Đảng bộ tỉnh Sơn La, Đảng bộ huyện Mộc Châu, ra đời lãnh đạo nhân dân, anh dũng kháng chiến chống thực dân Pháp, thắng lợi 1945-1954, xây dựng và phát triển huyện Mộc Châu trở thành thị xã vào năm 2025 là nhiệm vụ trung tâm của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025. Thông qua lớp tập huấn, trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản, cốt lõi nhất về Đảng Cộng sản Việt Nam, về cương lĩnh xây dựng đất nước qua các thời kỳ, về điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó vận dụng kiến thức đã được học và thực tiễn công tác và trong cuộc sống, xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực rèn luyện và phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, thời gian qua các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về giới và bình đẳng giới, tạo môi trường an toàn lành mạnh để chị em phụ nữ phát huy năng lực sở trường, từng bước khẳng định được vai trò vị thế của mình. Thường xuyên gặp gỡ, trao đổi các kiến thức về bình đẳng giới, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống và cách ứng xử hàng ngày trong gia đình là cách làm hiệu quả mà chi hội phụ nữ tổ 1 phường Triềng Cơi, thành phố Sơn La thực hiện trong nhiều năm qua để góp phần duy trì và gìn giữ cuộc sống hòa thuận, yên vui, hạnh phúc, xóa bỏ bạo lực trong mỗi gia đình hội viên tại tổ. Việc nhà đồng áng thì hai vợ chồng cùng làm, nuôi dạy con cái, là hỗ trợ nhau trong những các công việc nặng nhẹ thì luôn sát cánh bên nhau. Cứ mỗi định kỳ họp như sinh hoạt phụ nữ mùng 8 tháng 3 hoặc 20 tháng 10 tổng kết, sơ kết thì luôn lồng ghép các chương trình như tuyên truyền, vận động chị em thì trong cơ sở thì cũng không có bạo lực gia đình về giới. Ngoài các hoạt động tổ chức sinh hoạt ra thì còn có phong trào như thành lập đội văn nghệ, bóng đá nữ, bóng chuyền hơi. Thực tế nhiều năm qua, phụ nữ trong toàn tỉnh đã được tạo cơ hội tốt để học tập, nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực giải quyết việc làm, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống và tham gia quản lý kinh tế, quản lý nhà nước, phát huy tài năng, trí tuệ, cống hiến cho quê hương đất nước, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong xã hội. Tỷ lệ nữ tham gia các công tác xã hội của trên địa bàn phường Triềng Cơi đã chiếm tới 50%. Và qua những công tác hội đó thì đã nâng cao được vị trí cũng như là vai trò của người phụ nữ trong xã hội, và cũng thể hiện rõ được là người phụ nữ là vừa có vai trò to lớn trong gia đình và cũng vừa có vai trò rất to lớn ngoài xã hội. Các cấp hội phụ nữ tỉnh Sơn La đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, có nhiều đóng góp tích cực,
ngày càng có nhiều chị em tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Đến nay, tỷ lệ cán bộ nữ toàn tỉnh tham gia cấp ủy đạt từ 18% trở lên, nhiều chị em giữ vị trí chủ chốt trong các cơ quan nhà nước. Trong cái thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng như Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ trong cái việc là tìm hiểu các cái luật về bình đẳng giới để hiểu rõ hơn, thực chất hơn trong cái công tác bình đẳng giới, làm tốt công tác phối hợp với các cái cơ quan chức năng trong việc thực hiện hiệu quả các cái nội dung về bình đẳng giới. Bình đẳng giới đã góp phần cải thiện đời sống vật chất tinh thần của chị em phụ nữ, vai trò và vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội được nâng lên, từ đó có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đồng thời thúc đẩy hơn nữa hiệu quả công tác bình đẳng giới trong xã hội. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia cho 40 cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách tiêm chủng mở rộng các trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Yên. Tại lớp tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức về thực hiện các quy trình trong tiêm chủng mở rộng, tổng hợp báo cáo kết quả tiêm chủng, quy trình quản lý tài khoản, lưu trữ và gửi báo cáo trên hệ thống, hướng dẫn thống kê số liệu tiêm chủng các vaccine, khai thác và sử dụng số liệu tiêm chủng từ hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia, sử dụng báo cáo điện tử trên hệ thống NIES, quản lý đối tượng tiêm chủng, hướng dẫn cài đặt, đăng ký, sử dụng sổ tiêm chủng điện tử. Từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã tổ chức được 7 lớp tập huấn sử dụng hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia cho gần 250 học viên tại 7 huyện thành phố trong tỉnh. Đây là chương trình Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh kết hợp với Ban Quản lý Dự án Vì sự sống còn, phát triển trẻ em và môi trường UNICEF tổ chức với mục tiêu 100% các trạm y tế tuyến xã triển khai thực hiện hiệu quả công tác báo cáo trên hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia. Sơn La có hơn 274 km đường biên giới quốc gia, trải dài trên địa bàn 6 huyện, Sốp Cộp, Sông Mã, Mai Sơn, Yên Châu, Mộc Châu, Vân Hồ, tiếp giáp với hai tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Những năm qua, cùng với bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, lực lượng bộ đội biên phòng của tỉnh đã đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Từ đầu năm đến nay, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ 71 vụ, 101 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ 13 bánh heroin, hơn 353.900 viên ma túy tổng hợp, hơn 2.120 gram thuốc phiện cùng nhiều tăng vật khác. Tiếp tục đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, lực lượng bộ đội biên phòng Sơn La triển khai lực lượng sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị lực lượng chức năng đấu tranh với chuyên án đã xác lập, phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh và công an tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới. Ngày 22 tháng 9 tại sân vận động huyện Bắc Yên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với tỉnh đoàn Sơn La và Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Yên tổ chức bế mạc giải bóng đá nam thanh niên 7 người tỉnh Sơn La năm 2024. Giải vô địch bóng đá nam thanh niên 7 người tỉnh Sơn La năm 2024 được tổ chức tại huyện Bắc Yên với 8 đội bóng và hơn 120 cầu thủ. Trong thời gian thi đấu, dù gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết mưa nhiều, mặt sân ướt và trơn trượt gây bất lợi trong quá trình tổ chức giải. Nhưng với tinh thần thi đấu cao, các đội đã phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu hết mình, có nhiều pha bóng hay, đầy chiến thuật, thu hút khán giả đến xem và cổ vũ. Giải đấu đã tạo sân chơi, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng thể dục thể thao, nhất là môn bóng đá, tăng cường khối đại đoàn kết, góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, thể dục thể thao trong tỉnh ngày càng phát triển. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội huyện Sốp Cộp, giải nhì cho đội huyện Mai Sơn, giải ba đội công an tỉnh và giải phong cách cho đội huyện Yên Châu. Ngoài ra, ban tổ chức trao hai giải phụ cho các cầu thủ xuất sắc nhất tham gia giải đấu. Chương trình thời sự hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.